Kính chào quý vị khán giả đến với kênh thông tin của Thám Tử Cao. Thưa quý vị khán giả, thì hiện tại Nimaco và em Hát Nhép vẫn giữ cái sự im lặng. Nó đúng như cách mà trước đây mà họ đã đánh luật sư Kha và Thám Tử Cao, hay là thậm chí là anh Vũ Luân. Các hệ thống vệ tinh chạy tương tác của họ, cũng như các cái mỏ hổn của họ, sẽ được làm thị trường trước, sẽ là đưa đi trước để đánh tiền trận, và khiến cho nạn nhân đó cảm thấy sẽ là bức xúc, căm tức, khó chịu. Và chính họ phải có những hành động ABC và có những lời nói. Thì khi mà sang sòn làm gì đó, ý kiến, ý cò, giống như anh hai của vị chẳng hạn đó, nhắn tin qua lại, hay luật sư Kha lên phản ứng, hoặc là người nào đó thân với luật sư Kha chẳng hạn, bóng gió về số 5, thì lúc đó họ sẽ có cớ, họ đi lên mạng. Và lúc này họ mới đương nhiên đàng hoàng, nghiễm nhiên lên trên mạng và đưa ra những bài viết cho rằng ông A, bà B, bà C đã tấn công chúng tôi, họ từng là người thân của chúng tôi, là người thân của con, mà bây giờ phải ra nông nổi như vậy. Nên lúc đầu tiên họ sẽ không bao giờ nhắc tên, họ sẽ không nói, nhưng thực chất bên trong là họ đã có kế hoạch đem rồi. Họ thử độ trung thành bằng cách là bắt buộc người ta phải lên tiếng, phải chửi chung với họ, những đứa mỏ hổn. Trong cái cuộc chơi này, đứa nào không chửi thì đứa đó là lợi dụng drama. Tại vì tụi nó phải chửi thì tụi nó mới có khán giả, tụi nó phải chửi thì mới có drama. Còn ở đây không có chấp nhận cái chuyện mà không chửi, không lên án ve, không lên án bộ ba tam sên mà ngồi đó ở không hưởng lợi, không lên án vợ chồng nhà xoài mà ở đó mà ăn trên đầu ngồi trên cổ tụi nó. Tụi nó phải bỏ tiền ra. Cứ phải hiểu một điều là một đứa thì bỏ công sức, bỏ trí tuệ, bỏ tiền bạc, bỏ quan hệ ra để có được drama và gây sự chú ý của dư luận. Còn một kẻ không có làm gì hết, chỉ đi nịnh và đút lót cho số 5 thì đương nhiên được nhắc tên, đương nhiên được, nghiễm nhiên được chụp hình, quay phim. Thì tụi nó phải bận lòng rồi, phải cây cú rồi. Đây như bánh tét thì đến bây giờ bánh tét vẫn đang chờ giống như những cái cuộc chiến trước đây, để hy vọng rằng bánh tét sẽ có những điểm. Rõ ràng là đã có chuyện là giống như kiểu mua thông tin và trao đổi thông tin, đúng không? Để bán bạn bè, để có những cái chuyện là riêng tư, đã bị tụi nó là đi moi móc. Và chính xác là con Nimaco đã có những chuyện đó, là sau đó nó mới đem nó bêm anh hai. Rất là phi lý, có chuyện một cách rất là tôi không tin điều đó. Vì những người sáng suốt và có đầu óc, có nhận định là sẽ hiểu liền, sẽ biết liền. Nếu mọi người cứ tin ông, một người đã từng bán đứng mình, đem thông tin của mình để cho người ta giật mình, cho cả cộng đồng mạng lên chửi bới mình mà tuột dốc luôn tới bây giờ. Cũng vì câu chuyện mà ông Sang học lại với đi, mà con Le Le với thằng Hai Bóng tuột dốc luôn tới bây giờ, thì mấy anh chị nghĩ thằng Hai Bóng với con Le Le nó tin tưởng ông Sang xong, và nó để cho ông Sang làm nội gián, và nó tin tưởng ông Sang xong để cho ông Sang chơi lại với tụi nó và đưa tụi nó ông Sang về lại với nhóm tụi nó. Không thích, không thể dạy con thất bại là chỉ biết giảng giải đạo lý không ngừng, trong khi một người dạy con tốt sẽ thực hiện ba điều sau. Thế nào đâu, làm gì có cái chuyện đó. Quỷ sâu là quỷ sâu chứ, quỷ sâu đâu có hẳn là cái chuyện mà là do anh Sang đâu. Không, quỷ sâu là do nó rồi, chính xác là bên kia nó xác nhận rồi. Cái này là nhận định của Tét là chưa có đúng.
Đúng không? Quỷ sư là do là tụi nó gây áp lực quá à, mà săn sòn cay quá chịu không nổi à, cho nên là tự quỷ sư gọi là tự ái, giận giận hờn. Nhưng thực chất á, quỷ sư là bị trúng kế bọn kia. Tại cái chính là nó không muốn săn sòn đứng chung trong hình ảnh số 5 nữa đó. Thì tụi nó là mỏ hổn, muốn chơi với nó phải thì phải chửi. Chứ còn mà tu hành mà cạo đầu mà vẫn bán hạt sòn mà vẫn lụm lúa thì không có được, không có đồng ý. Cái này là không có xong rồi Đại Dương ơi. Rồi, theo quý vị khán giả, ai sẽ là người tiếp theo sau sang sọ? Trong một sự kiện trong một sự kiện thì mới đây thôi, chị tóc đỏ ôm anh hai và chính tấm hình này đó. Người tiếp theo ra đi sẽ là chị tóc đỏ này nha các bạn nha. Chắc chị tóc đỏ này các bạn biết là ai rồi đúng không? Đã bị hội nhóm mổ hỗn lên tầm ngắm rồi. Nghi Huỳnh làm như vậy cho anh, thì thầm nói nhỏ và ôm. Người tiếp theo, người tiếp theo là tôi nhìn không rõ lắm nhưng có vẻ như là một nghệ sĩ chuẩn bị lên thất. Em và em đã bị chụp lắng phía sau rồi anh, còn nhớ em không anh Long? Đấy, chuẩn bị sắp tới có hai nhân vật hãy hết sức cẩn thận mà nó cay cú trong thời gian trước đây đó. Đã từng ủng hộ cho nhà cô Sáu đúng không, đã từng thân với nhà cô Sáu và bây giờ là năn nỉ ha, coi như là đừng nhắc tên tôi, tha cho tôi đi. Nhưng mà làm sao được, thời gian tới Thảo Cao khẳng định các bạn là đến trên 90%, trên 90% hai nhân vật này khả năng là sẽ lên thất. Từng người, từng người, từng người nhà số 5 sẽ ra đi bằng cách này, bằng cách khác. Và có một cái tin đồn rất là thú vị như thế này, thì casino đã chào đón anh Sang Sòn và anh Sang Sòn đã nhờ chị Nimaco giúp đỡ để đến với casino và bây giờ anh Sang Sòn nợ tiền đô đó. Và bây giờ chị Ni tiền đã khô, yêu cầu anh Sang Sòn trả lại tiền cho cô, nhưng anh Sang Sòn không còn tiền nên né alo cứ trốn tránh các bạn rồi tắt alo luôn. Cho nên là bây giờ không đòi thì mỏ hổn nó lên, bên đòi không trả là mỏ hổn nó lên mà phải lên bài. Cho nên giờ áp lực lắm các bạn, áp lực trả tiền nhưng mà không dám nói ra, nói ra thì nó mắc cỡ xấu hổ. Để xem họ sẽ chơi với nhau như thế nào. Đây là lúc mà Nimaco đang chuẩn bị cắt cất vó nha các bạn nha. Đó, cho nó đơn giản thôi. Ai thiếu tiền, thiếu vốn thì cứ liên hệ Nimaco. Đó, giờ bây giờ đến lúc là Nimaco sẽ cất vó. Đó, và thưa quý khán giả, thì chúng ta thấy một điều rằng Nimaco mấy ngày gần đây đã luôn tỏ ra là một người rất là đau khổ, rất là tâm tư, rất là chịu nặng. Nhưng cái chính Nimaco cần là tiền. Và Nimaco đã đến gặp ông Mỏ Hổn ở An Đông để tranh thủ giải quyết những vấn đề liên quan đến nhà số 5 và để thử lòng xem là ông An Đông sẽ có động thái và có suy nghĩ gì. Từ xưa đến giờ hai người chưa bao giờ có cuộc điện thoại qua lại với nhau.
chưa lưu số nhau. Mặc dù là nói là chung tên, nhưng cái gì cũng liên hệ thông qua người khác. Lần này thì không rõ là Nimaco xin số hay là ông Tư sẽ là người chủ động xin số, hoặc là họ sẽ không xin số của nhau, không lưu nhau trong danh bạ. Nếu như họ không lưu vô danh bạ thì cuộc chiến sắp tới sẽ rất là gay cấn. Còn nếu như Nimaco chủ động xin số ông Tư thì Nimaco đang muốn giải quyết một số vấn đề liên quan đến số 5. Còn nếu ông Tư xin số Nimaco thì ông ấy đang lo lắng về cuộc chiến sắp tới và muốn đàm phán để giải quyết êm đẹp. Và cái chuyện mà Sang Sòn đây là giết gà dọa khỉ, hăm dọa đó các bạn. Theo kiểu của Nimaco là tao đưa mày lên được thì tao sẽ hạ mày xuống được, là đúng chất chị đại lưu manh giang hồ. Cho nên là trong thời gian tới sẽ có một số đứa được Nimaco cho lên thớt. Chứ còn nó thẳng Nimaco hay mày số 5 gì có đem Thám Tư Cao lên thớt thì cũng chả gây được sự chú ý gì, vì vốn dĩ câu chuyện Thám Tư Cao nó không làm được gì tôi hết. Nó thẳng như vậy. Tôi thì không phải là anh hùng, tôi cũng không phải là thằng khùng thằng điên, tôi cũng không phải là một người giàu sang phú quý gì, nhưng mà tôi là một kẻ rất là chết nhát. Tôi sẽ thừa nhận là tôi chết nhát lắm. Ai mà kể tôi sợ tôi chạy, tôi trốn, chứ tôi sợ lắm. Tôi không có dám gọi là đối diện với một những nhân vật lớn như tầm cỡ Rama mà xuống chị Thanh kiện tôi là tôi bỏ trốn. Đấy, tôi gì đó, tôi giả bộ tôi hù vậy, thế người ta đi rồi tôi ra tôi hù, tôi sợ lắm. Thưa quý khán giả, thì drama tuy rằng là đã hết cái drama mà cơ bản là họ đã xây dựng ngay từ đầu, nhưng sẽ bắt đầu những cái drama nhỏ nhỏ lặt vặt xung quanh cái câu chuyện tranh giành tiền, tranh giành địa vị. Cái chính cuối cùng cũng đi về tiền thôi, cho dù là nói đông nói tây nói hưu nói vượng gì, mục đích chính của họ cũng là để kiếm tiền. Và những đứa Nimaco có tạo điều kiện cho những đứa kia kiếm tiền thì mai mốt Nimaco cũng đi gom lại thôi. Tụi nó có làm đi chăng nữa thì tất cả tiền tài sản đó Nimaco chỉ cười gằn tiếng gì mày cứ yên tâm, tụi nó có làm như thế nào đi chăng nữa thì tiền nó cũng thuộc về tao thôi. Nó là như vậy. Và cái chuyện mà thao túng nhà số 5 thì khẳng định các bạn là Nimaco đã làm được, và từng loại từng bước một. Người sắp tới sẽ là chị ba tóc đỏ, tóc tím. Chị ba sẽ lên thớt, theo lên thớt bằng cách mà các vị có suy nghĩ cũng không thể ngờ được, mà chị ba cũng không thể ngờ được. Ngày xưa thì Sang Sòn thậm chí là anh hai cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tụi nó dám bem họ, nhưng mà cuối cùng ai chứ Nimaco nó sẽ làm. Kích sắt nước ngoài nó còn rinh được mà, nó rất là liều mạng chứ không phải đơn giản đâu. Nếu nói rằng đấu pháp lý hay là chơi những cái chuyện mà công bằng thẳng cẳng đó thì Nimaco là rất là dở, nó không có kỹ năng đó. Nhưng nếu nói về độ chơi dơ, chơi lầy và để hãm hại người khác thì xin thưa là nhiều, rất nhiều. Không phải là Nimaco chưa từng hại Thám Tư Cao đâu, có, nhưng mà đã tôi bị tôi đánh chặn ngay từ giai đoạn đầu. Tôi chỉ cần có cảm nhận là sẽ ngay lập tức xử lý ngay và luôn. Những cái kèo gài do họ gài ra khá là nhiều, nhưng mà không bao giờ. Quan trọng nhất là mình không tham, và mình có điều kiện, mình cố gắng làm việc thì chả có đứa nào làm việc mình hết đó. Và cảm ơn quý vị khán giả, thì hôm nay Thám Tư Cao có việc tí xíu, cho nên là tí nữa sẽ đi công chuyện, cho nên không có làm clip dịp 7 giờ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm. Nếu lần đầu tiên đến với kênh Thám Tư Cao thì xin cho một cái lượt like, share để tăng tương tác, và có thông tin gì mới Thám Tư Cao sẽ cập nhật. Hiện tại thì hàng hóa là cơ bản là bồ công anh đó, là mọi người đặt rất là nhiều, nhưng mà khoảng 4 ngày nữa thì hàng mới về, khoảng 5-6 ngày nữa thì hàng mới xây được xong hết. Cho nên là cô chú anh chị xin vui lòng đợi Thám Tư Cao, khi nào đơn hàng xong thì Thám Tư Cao sẽ lên đơn đóng gói. Còn hiện tại thì Rama đang đến lúc gọi là đấu đá nội bộ ha.
đọc thêm một số nội dung nè. Một đứa trẻ không thể chào đời, con không làm gì mà cả nhà đám súng vô hả hê, vì con không đến được với kiếp nhân sinh. Làm mẹ tại sao phải lên năn nỉ tụi nó, nhưng xúc phạm đúng luật của mình làm chồng làm cha, vợ con mình không bảo vệ được. Thám tử Cao nói đúng, anh hèn lắm nha anh Sang. Thay vì bảo vệ yêu thương và bày tỏ lòng trung thành với ai đó, hãy dùng vòng tay to lớn để bảo vệ người phụ nữ của mình. Hãy đảm bảo nước mắt của cô ấy không còn phải rơi, đảm bảo cho đứa con của mình được ra đi thanh thản. Đó mới là người đàn ông thích thực. Hay ho gì mà suốt ngày thề thốt hả anh? Đây, những lời của bạn Lê Kiều Vân gửi đến cho anh Sang Sòn nha. Và tôi chỉ nói đây nè, những cái đứa mà hỗn kiếp này còn có kiếp sau. Đừng nghĩ rằng mình núp đằng sau lưng những cái bàn phím, những cái không gian ảo đó mà nghiệp nó không tới. Có nhiều cái cách để phải trải nghiệp, mà cái quan trọng nhất đó là lương tâm của mình sẽ bị cắn rứt và vận đen sẽ bao đeo bám lấy bản thân mình. Cho nên là mấy bạn bớt bớt cái miệng vào. Dạ, xin cảm ơn, xin chúc quý khán giả một buổi tối vui vẻ an lành, và xin kính chào, hẹn gặp lại.